Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ công bố kết quả của event có tên là kết thúc, thưa vì bị đổi tên thôi. Thì đây là event của Diệu Thông Minh với chiếc điện thoại bí ẩn, và tên chính xác của chiếc điện thoại bí ẩn này đó là WS1 phiên bản với 32GB bộ nhớ trong. Theo tỷ lệ của chương trình thì bạn trúng thưởng một chiếc điện thoại WS1 phiên bản 32GB bộ nhớ trong thì sẽ có 3 chữ số may mắn trùng với giải đặc biệt của kết quả xổ số miền Bắc ngày 15 tháng 4 năm 2017. Tức nghĩa là những cái kết quả nào mà sau giờ quay số, tức là 18 giờ 30 thì sẽ không được chấp nhận. Và đây thì mình đã mở trang kết quả xổ số. Đây nha, ngày 15 tháng 4 năm 2017, tức nghĩa là thứ bảy, thì giải đặc biệt chúng ta có 3 chữ số cuối là 945. Đây là bảng kết quả của mình đã được sắp xếp theo tự thời gian, và càng sớm thì càng tốt. Mình sẽ tìm số 945. Ok, tất nhiên là sẽ là 3 chữ số may mắn nhá. Rồi, ok. Ok, không thấy đâu cả. Ồ, đã có một bạn rồi. Bạn Nguyễn Hữu Khoa. Tuy nhiên rất tiếc câu trả lời của bạn đã sai, nó không phải là Blackview R7 mà nó là chiếc WS1 Mobile. Rất tiếc cho bạn trả lời sai một nấc. Bây giờ sẽ là người tiếp theo. Ồ, WS1 S1, câu trả lời chính xác. Con số 945. Ok, và thời gian trả lời là 20 giờ 17 phút ngày 13 tháng 4, tức nghĩa là trong thời gian quy định của mình. Và đây là Facebook cá nhân của bạn ấy, mình sẽ xem đã share bài chế độ công khai chưa. Đã share video trên YouTube ở chế độ công khai luôn. Vậy thì xin chúc mừng bạn Nguyễn Trung Hiếu. Bạn Nguyễn Trung Hiếu với Facebook là Nguyễn Hiếu đã trúng thưởng một chiếc WS1 Mobile phiên bản 32GB ROM. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video trúng thưởng lần sau.